Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình VATV. Để tiếp tục, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Hạnh Phúc Từ Đầu do Hội Thánh Tinh Lành Baptist Phục Hưng thực hiện. Chào, quý khán giả của Đài Truyền hình SBTN. Hôm nay Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng xin giới thiệu đến quý vị, buổi tọa đàm hôm nay gồm có mục sư Trần Tấn Hội Nhân, hiện nay ông đang hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng. Người ngồi kế mục sư Trần Tấn Hội Nhân là chị Vân, người ngồi kế tôi là chị Minh trước là những member của Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị phần buổi tọa đàm ngày hôm nay về vấn đề ai là người chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu. Trước hết tôi xin giới thiệu đến quý khán giả là phần nói chuyện của chị Vân. Xin mời chị. Kính chào quý khán giả. Tôi tên là Vân. Tại Hội Thánh Bác Tích Phục Hưng, cuốn phim The Passion of the Christ của Mel Gibson tung ra thị trường hồi tháng 2 năm 2004. Các đài truyền hình truyền thanh Hoa Kỳ và thế giới đua nhau nói viết về Chúa Giêsu. Hôm đó, đài không nói về stocks và bonds, không chiếu những show thường lệ Cả buổi chiều họ nói về Chúa Giêsu và trọng tâm là tại sao Chúa Giêsu chết trên cây thập tự. Mel Gibson đã chi ra 45 triệu để thực hiện và quảng cáo cuốn phim này. Trong tuần lễ đầu tiên, trình chiếu, số thu đã lên đến gần 84 triệu. Sau này, tổng số thu tại Hoa Kỳ là gần 371 triệu và khắp thế giới là khoảng 612 triệu. Tôi xem cuốn phim này nhiều lần. Phim này thành công trong việc trình bày cho nhân loại thấy sự xấu xa của con người khi mang Chúa Giêsu lên thập tự giá để Ngài gánh chịu tội lỗi của thế gian. Cuốn phim cho người xem thấy sự đắc thắng sau cùng. Không phải Phi đắc thắng, không phải các lãnh đạo do Thái đắc thắng, không ai cất lấy sự sống của Ngài được. Chính Ngài tự nguyện hy sinh, chịu chết thay cho nhân loại, rồi trở về thiên đàng ngồi bên hữu Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu đã đắc thắng. Một số người cho rằng đạo diễn cố tình cho khán thính giả thấy người Do Thái đã giết Chúa Giêsu. Do Thái không cấm chiếu bộ phim này nhưng không có hãng nào nhận làm đại diện để phân phối. Trước khi cuốn phim này ra đời, nhiều người sau khi đọc câu chuyện Chúa Jesus bị đóng đinh trong các sách Phúc Âm cho chúng ta có một cảm nghĩ rằng người Do Thái đã giết Chúa Jesus. Tòa công luận, dân chúng tại Jerusalem đã tìm cách giết Chúa Jesus. Theo các bạn, ai chịu trách nhiệm trong cái chết của Chúa Jesus? Kính chào các bạn, kính chào quý khán thính giả tôi là mục sư Trần Tấn Hoài Nhân. Theo tôi, bài tính điều các sứ đồ trả lời cho câu hỏi này. Bài tính điều các sứ đồ giúp trả lời ai giết Chúa Giêsu về mặt lịch sử. Bốn câu đầu tiên của bài tính điều viết: Tôi tin Giêsu Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta, sanh bởi nữ đồng trinh Mary chịu thương khó dưới tay lát bị đóng đinh trên thập tự giá. Điều làm tôi ngạc nhiên là trong bài tính điều này tác giả đã ghi rằng Chúa Giêsu sanh bởi nữ đồng trinh Mary rồi thẳng đến sự chết của Ngài không đề cập gì đến giữa hai biến cố đó. Họ không nói gì đến những phép lạ, những bài giảng đầy giá trị của Chúa Giêsu, không có một lời về hiện tượng Chúa đi bộ trên mặt biển, Chúa trị lành bệnh hay những lần đối thoại với người Pha-ri-si Mục tiêu của tác giả bài tính điều này là để dạy cho chúng ta rằng Chúa sanh ra để chết. Chữ chịu thương khó tóm tắt tất cả những gì xảy ra trong thời gian từ ngày sanh đến ngày chết. Cuộc đời của Chúa Giêsu là chịu thương khó. Vì vậy, chúng ta cũng không nên ngạc nhiên rằng cả quyển Kinh Thánh không bao giờ ghi lại có một lần nào Chúa Giêsu cười. Sự đau đớn của Chúa Giêsu không bắt đầu từ cây thập tự, nhưng sự đau đớn dẫn Ngài đến cây thập tự. Tại sao trong tín điều các sứ đồ chỉ nhắc đến một mình Phi-lát bị thương khó trong tay Bôn-sơ-phi-lát? mà không nói đến cai phe -hê -rốt, hay là môn đồ phản chúa Juda hoặc lính La Mã hoặc đám đông. Philat là tổng đốc La Mã của xứ Juda này. Chỉ một mình Philat có quyền ban bản án tử hình. Các lãnh tụ Do Thái muốn Chúa Giêsu chết, nhưng Chúa Giêsu sẽ không chết nếu Philat không chấp nhận. Vì vậy, Philat là người chịu trách nhiệm cuối cùng về sự chết của Chúa Giêsu. Nếu các vị trong tòa công luận là kẻ nạp đạn vào nòng súng thì Pilate là người mớp cò. Phúc âm Giăng chương 19 câu số 16 xác nhận là hành động cuối cùng của Pilate giao ngài cho chúng đặng đóng đinh trên thập tự giá. Vậy chúng bắt ngài và dẫn đi. Cho nên theo ý tôi thì Poncius Pilate là người chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu. Tôi muốn bổ túc thêm trong vấn đề này. Có một điều ít ai biết về cuốn phim The Passion of the Christ. Mặc dù Mel Gibson, một tài tử điện ảnh đã bỏ tiền đạo diễn và trực tiếp sản xuất cuốn phim này, ông ta chỉ xuất hiện trong cuốn phim dài 126 phút này chỉ một lần mà thôi. Khi Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự, có một bàn tay đàn ông xuất hiện, nắm giữ cây đinh để trên cường tay của Chúa để các binh sĩ đóng xuống. Bàn tay cầm cây đinh đó là bàn tay của Mel Gibson. Ông chỉ xuất hiện một lần và nắm tay đó là của ông ta. Ông ta muốn làm công việc đó để thế giới biết rằng chính tội lỗi của ông đã đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Ông đã tiết lộ điều này trong cuộc phỏng vấn của bà Diane Sawyer khi bà hỏi ai đã giết Chúa Giêsu và ông trả lời chúng ta đã làm việc đó. Hãy đọc lại lời của tiên tri Esai trong Esai chương 53 từ câu 4 đến câu 5. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta đã gánh sự buồn bực của chúng ta mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị đức chúa trời đánh và đập và làm cho khốn khổ nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết vì sự gian ác chúng ta mà bị thương bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an bởi làm roi người chúng ta được lành bệnh bảy lần tác giả dùng chữ chúng ta vì chúa đã mang trên người sự đau ốm sự buồn bực tội lỗi gian ác của chúng ta để bước lên đồi Golgatha -Go và bị treo trên cây thập tự. Chúng ta thường nghĩ rằng mình là người tốt hay ít ra cũng tốt hơn nhiều người. Điều đó không thật. Chúng ta dù không làm những việc tài trời như một số người xấu khác nhưng bàn tay mình, đầu óc mình, miệng lưỡi mình không sạch như mình tưởng. Chúng ta đã và vẫn còn phạm tội. Chúng ta vẫn còn giận anh em mình, bực tức anh em, chê trách người khác. Chúng ta đối xử nhau không đồng đều chúng ta đều cầm đinh đóng trên tay ngài như Mel Gibson. Trên đồi sọ, tất cả những việc làm tốt của chúng ta đều vô nghĩa, chỉ là những tấm vải dơ bẩn. Do đó chúng ta thấy những cơ đốc nhân vĩ đại nhất thường xưng tội mình hơn người bình thường. Càng gần Chúa, càng thấy tội lỗi của mình. Hãy nhớ đến câu kinh văn Esai, chương 53, câu 6. Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Chúa đã chất trên người tội lỗi của tất cả chúng ta. Chú ý, câu này bắt đầu từ chúng ta và chấm dứt bằng chúng ta. Chúng ta thứ nhất là chúng ta là tất cả tội nhân. Chúng ta sau cùng là Chúa đã trả giá cho tất cả chúng ta. Cảm ơn quý bạn. Chúng ta vừa phân tách theo phương diện lịch sử, Philat là trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu. Về phương diện tâm linh thần học, chính tội lỗi của chúng ta là thủ phạm của cái chết này. Vậy thật ra trách nhiệm tối hậu của án mạng này thuộc về ai? Câu trả lời có thể làm cho chúng ta ngạc nhiên. Theo Kinh Thánh, Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm về cái chết của con mình. Điều này được ghi trong Ê-sai đoạn 53 câu 10 như sau. Dầu vậy, Chúa đã vui lòng để cho người chịu tan gia nát thịt. Ngài đã để cho người mang lấy đau đớn sầu khổ. Nếu Đức Chúa Trời không muốn con mình chết nếu Chúa Giêsu không đồng ý hy sinh mạng sống của mình thì tất cả quân sĩ La Mã cũng không thể giết Chúa Giêsu được. Như vậy, Đức Chúa Trời là tác giả của chương trình cứu chuộc. Chúa Giêsu tự nguyện thực hiện. Herod, Pilate, Caiaphas là những diễn viên trong bi kịch Bắt đầu cuốn phim là hàng chữ trích ra từ Esai đoạn 53 câu 5. Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết vì sự gian ác chúng ta mà bị thương bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh đó là thông điệp từ đòi Gogotha phát ra cùng thế giới không có tội nào lớn đối với Chúa và không có hành vi xấu xa nào mà không thể tẩy xóa bởi huyết của Chúa Giêsu tôi cầu xin Chúa rằng câu chuyện Chúa Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự còn chạm vào lòng quý vị để mọi người còn có cảm giác là mình không xứng đáng để Chúa phải chết đau đớn như vậy hầu cho chúng ta không còn tiếc rẻ thì giờ tiền bạc, sức lực cho điều Chúa muốn chúng ta phải làm khi còn sống ở thế gian. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, cho nên chúng tôi xin tạm chấm dứt tại đây và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Chúng tôi xin kính chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui thỏa và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào. Đời người tôi quá mau thân con ta từng ngày lời ngài là sức sống con luôn tin chúa quý vị, bản tin VTV do SPTN Washington DC thực hiện đến đây xin tạm ngưng. Kính chúc quý vị có một ngày hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bích Phượng xin được kính chào. Happy Easter Telechon kết hợp với Nationwide Buying Rước tung ra chương trình Short Low Sale Đại hạ giá đến 80% off Hợp thí tinh 5 cái hai đồng nội khô tổ 3 đồng Máy xe tiêu 8 đồng Xe mua thảo Hàn Quốc 3 chai 20 đồng Xuyên mới vào nhà 20 đồng Nội cấp điện 10 cấp Tiger 58 đồng Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 4 Tặng quà miễn phí cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày Sony 48 inch 398 đồng Kèm nghỉ cao cấp Omi Mua 10 tặng 1 Lobo Skylake Inada Grimware Massage của Nhật làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron 180 8 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Trade nệm cũ 500 đồng để đổi lấy nệm cứng chống đau lưng Amante 100%, Italy, warranty 20 năm, tốt hơn nệm kim đan, nệm Maniflex, lông cừu bờm ngựa, Italy, 35% off. Bằng ăn giường ngủ Italy mới lạ sang đẹp, bộ sofa da 100% made in Italy 50% off chỉ có 2.999 đồng. Bộ sofa da với full power recliner 84 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tiền lời. Hello John, Watson DC, Aiden Center, 703